Và mới đây thì một du khách quê ở Vĩnh Phúc đã đăng tải trên mạng xã hội Facebook về việc vợ chồng đến nhà hàng hải sản bờ kè Tháp Bà 86 tại địa chỉ 29 đường Phạm Văn Đồng, thành phố Nha Trang ăn uống và bị chặt chém với số tiền là 1,8 triệu đồng 1 kg ốc hương. Thưa quý vị, câu chuyện chặt chém của các nhà hàng tại các điểm du lịch luôn là câu chuyện năm nào cũng được đề cập đến. Ngày hôm nay, chủ nhà hàng đã lên tiếng về vụ việc này. Theo đó, về phía nhà hàng khẳng định bán các món ăn theo yêu cầu của khách, nhân viên nhà hàng đều giới thiệu cho khách các món hải sản, bảng giá tại nhà hàng cũng như ghi rõ các loại, nhiều hải sản loại lớn nhỏ khác nhau với nhiều loại giá khác nhau. Chủ nhà hàng cũng cho biết thêm, hai vợ chồng ở Vĩnh Phúc chọn đi chọn lại các món hải sản khi tính tiền vẫn rất vui vẻ và quét thẻ thanh toán. Chủ nhà hàng hải sản bờ kè Tháp Bà 86 cũng cho rằng anh sẵn sàng trả chi phí để họ bay trở lại Nha Trang để đối chất ốc hương nhỏ có giá là 380.000 đến 450.000 đồng 1 kg. Còn ốc mà hai khách hàng này ăn là loại to, chỉ hơn 10 con 1 kg, có giá trung bình là từ 1,7 đến 1,8 triệu đồng. Đoàn kiểm tra của thành phố Nha Trang đã làm việc để xác minh thông tin và yêu cầu chủ nhà hàng tạm dừng hoạt động để bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, giấy khám sức khỏe định kỳ cho các nhân viên. Biên bản làm việc với cơ quan chức năng cũng cho thấy nhà hàng bán đúng giá niêm yết